Mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện trở lại sân khấu của hai diễn viên đến từ Đắk Lắk và Bắc Giang, Thu Quỳnh và Nguyễn An với tiết mục Câu hát chèo trên miền quan họ, soạn giả Đức Minh soạn lời theo điệu Quân tử Vu Dịch. Em ơi, anh sẽ đưa em về miền quê quan họ, câu hát hẹn hò, sợi nhớ sợi thương. Tình đôi ta thêm những vấn vương, để gặp lần khi hát câu người ơi người à. Hồi đã tan rồi mà sao nhung nhớ, chiếc nón ba tầm Yeah.